បាទសួស្តីអ្នកនាងខ្ញុំមានប្រជែកមួយចង់និមោទកាន់អ្នកនាងបាទអញ្ចឹងប្រជែកនឹងផងដែររួមមានផ្នែកfront end សម្រាប់user ហើយមួយនឹងផ្នែកbackend សម្រាប់admin dashboard បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង website ផងដែរគឺមានលក្ខណៈsingle page ដែលយើងអាចធ្វើការlink នៅលើcontent ទាំងនោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការdemo ទៅកាន់អ្នកនាងបាទឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ About Popular Menu Order Block ហើយខាងក្រោមគឺជាផ្នែក footer បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង menu ខាងស្ដាំនេះគឺមាន search មាន cap មាន login បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ demo login មួយបាទ chúng lại nên là bây giờ remember người ta là bây giờ login chỗ cứ bây giờ log out mà mình bây giờ thực hiện chậm chậm rồi giờ gặp bạn ở cookie lấy login chỗ lấy dân ai login chỗ bạn ấy trong một tiết bây được nhóm log out chính chắc tình này bây giờ cứ từ bạn store tục lại cookie này là đây mà chúng trong một tiết khi nhung thuật ca demo nhạc nghĩa lúc này admin dashboard mà đó dân thuật ca update content nữa này home section nhé mà tỏ từ ngọc nghĩa mà bố dân cho thuật can admin mang thuật ca login chỗ để password login lớp chúng ban cho một can admin dashboard hay tôi mắc nhung trong update từ này mình chỉ thay thói những description bạn chẳng những thứ ca đẹp viết thì còn là cho một căn mình sẽ home section bạn tôi muốn cho một căn testing thì mùi ní bạn chẳng những thứ cái đẹp viết rồi tôi cần một cháo đặt tục testing mà nói testing được nhé bạn ok lấy chúng tôi cả chất save change đi mặc refresh bạn lấy cư dân bàn thuốc ca update tầng ấy và được nặng đây là mạch bản ấy miền thay thói mình testing bạn. Trong tầm một tiết trong thuốc ca create new mối lấy group hiếp bạn tầm một tiết chúng tôi cả save tôi máu load error thì sao dân là tôi mang về châu tình này được nộp phi là ngọt bạn chẳng dân thư ca về châu máu mình là testing food order this is testing chẳng tôi một tiết dân thư ca chụp xeo chén bạn lớp tình này bây giờ cứ bàn châu máu như testing food order chắc mình thử cái refresh đó là testing food order title rồi chỉ description mình là this is testing bạn chắc một tâm mất đích trong mình thử cái prime là phần nào about ní bạn chắc nhưng cho là căn admin dashboard cho được căn about section cho edit testing food testing food rồi bạn chắc nhóm thuê ca chất sale chain từ này bao nhiêu mà refresh đó cứ đôi vài giờ bạn update này là này admin mình nói và chắc tổng tiết dân cho tôi căn popular chắc từ này bao nhiêu cứ miễn buồn bạn chắc nhóm năng đỏ mùi chén tục tài bay mà này bạn trong tổng tiết dân cho khi cho một căn food section máu this inactive nè nè chi chi già bạn chẳng tôi can sell chain refresh bạn cứ tuần này bài chẳng cứ chạy máu tụi bài đi bạn chẳng ở nơi không này mình nói cái đầu kia đá nhưng nó đỏ vì này chính tụi bài mà nói
to the conversation to the edit mặt cái điểm thiếu cho một căn cái điểm thiếu và trong tuần này bài dẫn cứ cái điểm thiếu buồn bạn chắc trong thời ca bật mùi tiết điểm thiếu chẳng tuần này bài dẫn cứ bằng hai tờ can sơ cứ mình để bài thì nó được fresh lớp tuần này bài dẫn cứ bằng bài chẳng mình hôm nay order bạn chẳng nhom bật với ca bằng hai thế nhom block bạn nhom block bài dẫn cứ miếng bài chẳng nhom nhom với ca đi tập tại pi mà này chẳng cho được can block section cho được can bọn mới ở lớp block đi bài ní cứ nhom nhom với ca đi sửa bỏ tránh bạn cứ inactive thiếu sao cháy một refresh mà tuần này vẫn cứ chạy nạp về thì bạn bạn trong video trong comment và nặng đá xong mà có để bạn tạm đàn video này.